Hello anh em, cuộc hành trình ngày thứ 8 của chúng ta tiếp tục với con game Hải tặc Origi ở phiên bản gì nhở? Thế giới thì global đúng không? Bản nước ngoài này, không phải bản Việt Nam đây anh em nhá. Nên anh em thấy là đa số anh em bản Việt Nam chơi đến ngày 2, ngày 3 rồi, đúng không? Ngày 2, ngày 3 rồi, nhưng mà bản này anh em nhìn thấy mình đã login ngày thứ 8 rồi. Đúng không nhỉ? Mình đã login ngày thứ 8 rồi. Anh em nhìn này, thấy nhiều anh em bảo cách lên lực chiến thì đây mình sẽ chia sẻ với anh em. Mình thấy anh em bảo chỉ cần nâng cái này lên xong anh em đây anh em nhá, ví dụ như mình con Nene này mình lên đây anh em thấy anh em chỉ bảo là cần nâng cái này lên là được, lên lam là được anh em nhé, cấp 50 lên lam à. Đây thấy anh em bảo như vậy nha anh em nhé, Nene này để chúng ta sẽ nâng cái này lên anh em này. Nâng cái gì nhở, mình quên mất rồi, ở trong cái gì nhở, đây anh em chỉ cần nâng cái này lên level 2 là được anh em nhé. Ví dụ mình đang có con Enne. Con Enne ở đâu nhỉ? Bậc tướng không đạt yêu cầu, anh em chỉ cần nâng cái này lên 2 là được anh em nhé. Đây. Đấy anh em nhìn đâu, lực chiến lên rất kinh anh em nhé. Đó. Anh em chỉ cần nâng nó lên 2 là được anh em nhé. Đây ví dụ con Mock Morgana này anh em này, mình sẽ nâng cho anh em xem này. Tướng này, Mock Morgana, mình sẽ từng nâng từng con một anh em. Đây con Frankie này. Đây mình sẽ thử nâng con Shirahoshi anh em nhé, lục một này, lục một có được không nhé, mình thử test cho anh em xem nhé, trong này nó không ghi yêu cầu nên mình không biết nhé. Shirahoshi nó là tướng gì vậy mẹ, nó tướng hỗ trợ này anh em nhé. Đây chúng ta vào cái sổ tay này, hỗ trợ này. À cái này mình kích hoạt rồi. Giờ mình phải nhìn con nào mình chưa kích hoạt nha anh em. Tướng tiên phong. Đây ví dụ con Moria anh em nhé. Moria. Đây mình sẽ test cho anh em con Moria tướng tiên phong này. Moria. Moria của mình đâu? À đây. Mình sẽ thử tăng bậc lên. À thử thức tỉnh. À tăng bậc lên anh em nhé. Đấy, tăng thử một bậc này. Lên lục anh em nhé, đang thử lục anh em nhé, thử chúng ta sẽ thử này. Tiên phong Moria, ai mình thử lục này, đấy anh em không, anh em nhìn không, cách tăng lực chiến anh em nhé, anh em nâng tất cả của nó lên lục giúp mình nha anh em nhé, đây là cái cách tăng lực chiến này anh em này, anh em nâng tất cả bọn này lên lục giúp mình nhá. Anh em chỉ cần lên lục thôi. Đó, đây là cái cách tăng lực chiến anh em này. Mình sẽ tăng tất cả bọn này lên lục anh em nhé. Cho anh em nhìn này, lực chiến của mình lên kinh khủng như thế nào. Chỉ cần trắng lên lục anh em nhé. Đó. Trắng lên lục thì nó quá rẻ rồi anh em đúng không? Lục 1 này. Mình sẽ up hết bọn này từ trắng lên lục cho anh em xem cách tăng lực chiến cho anh em xem, không anh em lại bảo không làm nào thấy bọn nó lên lực chiến ảo thế mà mình không lên được lực chiến anh em nhé. Đây anh em chỉ cần từ trắng lên lục thôi, đó cứ trắng lên lục là được, nhưng mà lực chiến này lực chiến ảo đây anh em nhé. Rất rẻ đúng không anh em, rất rẻ và rất bèo. Rồi mình cho trắng lên lục hết cho anh em xem. Đó, ok cho anh em, lục hết rồi nhá anh em nhá. Đó, bây giờ nhá, anh em chỉ sang bên hướng dẫn này. À, anh em sang sổ tay này, anh em up hết bọn này lên là được. Anh em up hết nó lên một là được nha anh em, à, lên level 2 là được nha anh em nhé. Đấy anh em nhìn không, lực chiến lên này, anh em nhìn này. Đó, lực chiến lên này. Anh em nhìn đâu, boost level 2 này. Đó, lực chiến tổng lên anh em, lên 332.000 này. Đó, quan trọng là đá này. Đó, đi mua đá. Đây, anh em mua đá trong này. Đấy, ví dụ mình mua mắc là được 255 viên nha anh em nhé, đúng không? Đó.
Bây giờ mình cứ sẽ mua tầm khoảng 50 viên đi. Để 100 viên đi. Ok cho anh em. Nào, mua 100 viên thì để áp lực chiến ảo anh em nhé. Đó. Đây cách áp lực chiến cho anh em nhé. Nâng tất cả bọn này lên 2. Đó, anh em nhìn đâu. Dành cho anh em là thắc mắc là cách up lên lực chiến như thế nào anh em nhé. Dành cho anh em mà thắc mắc là không biết làm thế nào để up lên được chiến đây. Hết hết bọn tiền phòng này. Lên hết hai cho anh em. Anh em lên hết hai cho mình nhá. Đó, đến chiến binh này, con nào có thì anh em cho lên hai này. Chỉ cần lên hai đây nha. Không cần lên 10 anh em nhé, trừ những con tướng nó chơi thì anh em lên 10 thôi. Còn không thì anh em chỉ cần lên 2 là đủ. Đây cách tăng lực chiến cực kỳ nhanh này. Đó. Sát thủ này. Nhưng ở đây chỉ tăng lực chiến ảo thôi anh em nhé. Đây những con nào mình chơi, ví dụ như con Brook này mình đang chơi này, con Ryoma này mình đang chơi thì mình up lên 10 này. Còn bọn này chỉ lên 2 thôi. Bọn này chỉ lên 2 này. Đấy, lên 369 ca lực, 371. Mỗi con cộng được đó tầm khoảng 1.400 nha anh em. Tùy vào chất tướng nữa. Có con thì 1.465, có con thì 1.400. Đấy, con này tận 1.500 này, anh em nhìn đâu. 493 này. Với cả hai nữa nó cũng có do cái duyên của nó nha anh em nhé, có cái duyên của nó nữa cơ. Do cái duyên của nó nha anh em nhé. Đấy, anh em nhìn đâu. Đó. Đây là cái cách mà anh em có thể lên lực chiến cực kỳ nhanh. Mà lực chiến nó chỉ là lực chiến ảo này. Không biết là nó có tính vào khỏe cho đội hình không, như nó kích hoạt tất cả anh em nhé. Đây, tất cả các tướng đều được cộng này, đúng không anh em? Đó. Đấy anh em nhìn đâu, mình up tất cả lên 2 anh em nhé. Cái cách mà anh em có thể up lực chiến lên là như vậy. Đó, lực chiến ảo lên anh em nhé. Đấy, lên 389 ca lực rồi. Lên 389 ca lực rồi nha. Đây, đăng nhập ngày thứ 8. Bữa trưa, bữa tối. Cái này thì mình toàn để đến tối chơi một thẻ anh em nhé. Đây, hiện tại mình đang có 12 vé. Quay trước này. Đây, trang bị anh em nhìn này. Trang bị cao nhất là SS này anh em nhé. Nào, quay 10 lần chắc chắn là được một cái. Không được cái nào luôn anh em ạ. Chỉ được một cái trang bị S mà thôi. Đá. Có 4 vé đá, 4 chìa khóa đá. Ồ, đây. Ở ngày 8 nó mở cho anh em cái nhiệm vụ của gì nhỉ? Kuma anh em. Đúng không? Nó mở ra nhiệm vụ của Kuma bạo chúa anh em. Có nhiệm vụ bingo. À, ngày 8 nó sẽ mở nhiệm vụ bingo của Kuma. Đó, có rất nhiều nhiệm vụ nha anh em nhé. Ngày 2 này. Ngày 4 này. Đây, đăng nhập ngày hôm nay này. Hôm nay đăng nhập rồi đấy. Tích lũy khiêu chiến 8 điểm chính 150 lần. Đây, anh em sẽ có cái quyển sách của Kuma. Quyển sách của Kuma này đổi cái gì nhá. Sao nó không có shop ở đây nhỉ anh em nhỉ? Đây, có shop của nó đây. Ôi, lại còn có nạp mỗi ngày nữa cơ. Ừ, tích lũy nạp nha anh em nhỉ. Tích lũy nạp 7 ngày anh em sẽ được 3 vé. Cái mức nạp này thì mình không biết là nạp như thế nào nhỉ. Nó không ghi rõ là cái mốc nạp của nó là bao nhiêu anh em nhé. VIP 4 này. Không ghi rõ là mốc nạp của nó là bao nhiêu anh em này. Tiệm sự kiện. Đây, nó giống cái sự kiện của Zoro nha anh em nhé. Em có thể đổi mảnh của Kuma. Hoặc là đổi, nói chung trong này anh em đổi cái này là ngon nhất này. Hoặc đổi vé quay, thể lực này, đúng không? Dương chọn đá này, hai này cũng ngon này. Tinh túy thần khí. Cái này thì mình không biết nó là cái gì. Tiệm sự kiện đây. À, ước nguyện mỗi ngày. Đây, hãy chọn một quà. Đấy, ước. À. Mình vừa ấn vào kim cương nó ước con mẹ rồi. Khiêu chiến Kuma này anh em này. Đấy, lực của mình 389, 339 rồi anh em. Cách này là cách tăng lực chiến nhanh nhất anh em nhé. Mỗi ngày nó khiêu chiến bao lần này. Trong này nó không ghi mình được khiêu chiến bao lần.
giả sau khi đã sát thương 570k quà tăng đến cấp 7. Thực ra là mình bị lỗi mất vài ngày đấy nha. Vài ngày mình đi. Nó cứ khiêu chiến như này đấy à? À 570. À có nghĩa là mình nếu mình khiêu chiến qua được cái 570 này, nghĩa là mình phải up lực chiến của mình lên nữa, mình mới up lên được cái quà level cấp 6, cấp 7 nha anh em nhé. Đó. Đường của xanh chịu rồi. Login 14 ngày các bạn sẽ nhận được chopper, quà bất ngờ dâu trắng. Quà không đồng. Đúng là quà không đồng với khác anh em. Mẹ mà giờ mới lên cấp mẹ. Cấp 200 rồi nhỉ. Cấp 200 thì chúng ta mới nhận được Luffy 3S nha anh em nhé. Đủ cái thức tỉnh của Luffy 3S. Bây giờ quay tướng thôi nhỉ. Lại đi quay tướng thôi anh em. Lại đi quay tướng thôi. Xem hôm nay có gì nào. Xem nó cho mình con gì đây. Cách P cộng 10 là cái gì nhỉ? Cái này sau này đổi được cái gì vậy? À đây này, tiệm nó đây nha. Mình đang có 431 vé. Mình có thể mua được mấy cái mảnh của bọn này. Sơ cốt của cai Sera. Có thể đột phá được Sera này. Cái tiệm này. À đây, vẫn còn ở đây gì? Đơn pha Migo này. Đây gì nha? Brook Nami đây gì? Chopper đây gì? Thế bảo Kizu ngon này anh em này. Ui nhưng mà cái tiệm này mẹ lấy đâu ra cái điểm này bây giờ anh em. À điểm này là phải, điểm này là phải quay cái vé này. Mình đang cố tích lên 100 vé anh em nhé. Mình đang cố tích lên 100 vé để quay làm clip luôn anh em. Đây cái tiệm này nó ở đây này. Đấy. Thế bảo Kizu ngon đấy anh em nhé. Thế bảo Kizu ngon nhưng không biết có phải thật hay không. Đây phải chờ. Có cái cách nâng lực chiến thì mình vừa hướng dẫn anh em rồi đấy. Cách tăng lực chiến thì mình vừa hướng dẫn anh em rồi. Mẹ thằng này up lên mẹ mày level 150 max level luôn nha. Cái này khi nào mở khóa nhỉ? Ba sáu rồi. Wow, tím hai nào. Mình 400k lực chưa? Kích hoạt cam. Đỡ đòn, đánh trúng hiệu quả. Tím 2. Luffy chắc là phải chơi rồi. Tím 2. Hết lực rồi. Hết lực rồi anh em, hết thể lực rồi. Nó vẫn còn nhiều thể lực lắm rồi mà. Có hai tướng 4 sao mẹ. Biết bao giờ mới có đổi hai tướng 4 sao nhỉ? Không biết bao giờ mới có thổi hai tướng 4 sao để mà chơi đây. Bao giờ mới có tới hai tướng 4 sao để mà chơi đây anh em. 200 lần. Lại đi càn quét thôi. Thì phải càn quét lại bọn này anh em. Giờ mới có hai tướng 4 sao để mà chơi đây. Dừng lại rồi. Qua tổng kết đấu trường cuối tháng à. Nay level 8 chưa lên. Tháng 2 lần. Tổng kết rồi. Đặt level 65. Xếp hạng 20. Nhận nhiệm vụ xong rồi này. Còn mỗi cái này. Còn mỗi cái này. Khoai nhỉ.
Không ấn vào được. Không ấn vào được à? 437 thế lực. Đấy, cái này không mua để lấy đâu ra? Cái đấy không mua để lấy đâu ra anh em. Simber. Cái đấy không mua để lấy đâu ra? Đi cần quét lại trường à? Ấy, mẹ 80 mảnh Luffy này anh em ạ. Level 60 này. 80 mảnh Luffy. Áp lực Luffy lên. Luffy 4 sao anh em ạ. Áp lực Luffy 4 sao anh em nhé. Tướng ép 4 sao. Thiếu đá đột phá nữa. Mở thằng này ra thôi. Điều kiện phía trước này, thiếu đá này. Lại thiếu đá này. Đấy, mở được công này nha. Mẹ thằng thủ đi mở công nữa. Bó tay thật sự. Đến vùng biển sương mù. Dễ 2, dễ 3. Bây giờ hơi này bắt đúng yêu cầu tướng lại khó chịu thật. Thôi cứ đánh thôi anh em, nếu có đá vãi thật, lại không thưởng cho viên đá nào luôn anh em. Ra trận ba tướng hệ siêu nhiên. Hệ siêu nhiên là dạng kiểu trái ác quỷ, giống như kiểu là đội hình địch ba tướng hệ siêu nhiên. Hệ siêu nhiên là hệ lô gia đấy à? Đấy, ví dụ như Enne này chẳng hạn này, Brook này tính là siêu nhiên anh em. Fanky bỏ đi nha anh em nhé. Đây Enne này siêu nhiên này, Brook cũng siêu nhiên mà. Những con nào mà có khả năng siêu nhiên nhỉ? Người cá thì không phải. Mẹ bây giờ nó không có hệ ở đây để mà xem ấy. Con nào hệ siêu nhiên nhỉ? Dâu đen. Dâu đen thì vẫn đánh vào được. Đây con này. Mẹ mày, không biết con nào hệ siêu nhiên nữa. Khó chịu thật. Hệ siêu nhiên là hệ không chạm được vào người à? Moria gọi bóng. Cũng có thể là hệ siêu nhiên anh em thử nào. Đấy anh em ạ, đúng không? Vãi thật. Paramecia. Cái này phải am hiểu game lắm mới chơi được anh em nhé. Paramecia là hệ gì nhỉ? Hay hệ Paramecia hàng sau. Tami thì không phải. Paramecia là hệ gì vậy nhỉ? Biến hình à? Đúng anh em. Đúng rồi. Khó chịu thật anh em ạ. Chúng ta phải đi nghiên cứu từng thuyền này. 6 tướng 2 sao. Vãi thật. 6 tướng 2 sao. Mẹ này, yêu cầu khó thật. Không am hiểu game. Nhưng 3 sao có tính không anh em? Đừng nói với tôi là bắt buộc phải 2 sao nhá, chắc chết đấy. Ok, đi clear cái đống này, không biết được thêm được quà gì không. Ra trận 4 tướng này 125, vãi thật. 4 tướng này 125, mẹ móc đâu ra 4 con này 125 bây giờ nhá. Chịu rồi, cái này thì không làm được. 4, 3 tướng 4 sao thì cũng chịu. Ok, khó quá anh em.
Động vật 2 tương 4 sao. Doan phía trước. 4 tướng level 100 lại còn Doan ở phía trước nữa chứ. Vãi thật. 4 tướng level 100. Doan ở phía trước. Doan là hệ động vật. Đúng anh nha. Động vật thì cà rốt này. Cà rốt có phải tính là động vật thôi nha. Zimber hệ Doan. Hệ Doan là người cá đấy nha. Đúng anh nha. Hệ động vật. Đấy, con này chắc chắn là động vật rồi. Mẹ con ghế ô vẫn không được anh em ạ. Muốn tướng level 100 mà không được thì vậy là cà rốt không tính anh em ạ. Vậy là cà rốt không được. Bỏ cà rốt đi anh em ạ. Động vật khoai thật sự. Đây. Chopper. Còn game lại khó chịu thật sự ấy. Bắt người chơi phải cả nhớ cả hệ đấy cơ. Đúng không? Nó không có xem phim thì thật sự anh em không am hiểu game thì thật sự là hơi khó nha anh em nha, đúng không? À, tại mình online muộn nên nó tính luôn vào ngày thứ 9 anh em nhé. Tại mình online muộn nó tính luôn vào ngày thứ 9 anh em. Mẹ cứ có vé để múc đâu ra được chấn động bây giờ anh em. Clear lại cái bốn cái đống này này anh em này. Đống nào chưa 2 sao clear lại hết anh em nhé. Clear lại 3 sao hết. Nhận quà đấy anh em nhé. Đây này. Clear tranh thủ clear lại hết đi. Clear nhận quà hết đấy anh em nhé. Map này mẹ nguyên 2 sao này. Này người khổng lồ nhá. Dory, người khổng lồ Dory. Map này được mỗi 3 à. Mình còn 1 1 2 3 4 5. Ok nhá. 1 2 3 4 5. Ok. Đếm map này em nhé, xem còn. Này một phát này. Này một phát này. Tranh thủ clear lại map này em nhé. Hết. Map này 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mãi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Quả này một phát này. 1. Thằng này 3 sao rồi, vẫn bỏ qua nhanh. Rồi, xong. Anh em clear 3 sao để ăn ăn quà đấy anh em nhé. Ăn quà lấy XP tăng tướng đấy anh em nhé. Chiến mình hơn 400k rồi anh em. Ai này còn nhau mít chích chu mà không được 2 sao. Mít chích chu châu thế cơ à?
hai phát, một phát, hai phát. Đó. Tranh thủ đứng mát cái này anh em, phải clear hết bọn này anh em nhé. Nguyên một sao cứ lưu luôn cả map được đúng không? Ăn lại, ăn lại, ăn lại, đằng nào quà thì vẫn phải lấy anh em đúng không? Quà vẫn phải lấy thôi. Bắt đầu chỗ này là khó này. Đấy, bắt đầu 2 sao anh ạ. Thằng này nào mà đánh 2 sao ở đây nhỉ? Mẹ Franky đến đây mà vẫn 2 sao. Nó đánh kiểu gì mà vẫn 2 sao nhỉ? Đấy anh em. Chắc là đánh xuyên đằng sau, chết thằng đằng sau anh em. Map này thì nguyên 2 sao này. À, không ăn được rồi. Đến đây thì không clear được đống chỗ đấy rồi anh em. Đến đấy thì chúng ta không clear được đống chỗ đấy rồi. Bây giờ up bọn này lên level 150 nè. Luffy 4 sao rồi. Khó 5 lần. Hết mẹ thể lực. Bốn, năm, sáu. Ừ, 5 lần thôi mà. Thí luyện 10 lần. Đang ở Abalasaka nha bạn. Thí luyện 10 lần, đi thăm dò 10 lần. Hồi đây anh em nhá, cái thí luyện này tí nữa mình tự đi vậy. Nó còn làm nhiệm vụ lanh quanh gì nữa. Nhà tù đáy biển. Ờ. Hiện tại mình đang mắc ở 2.7. Mình đi nhầm tướng đi em. Luffy vào thay con nào nhỉ? Lực của mình đấy anh em. Đi nhà tù kiếm được nhiều á. Nói chung anh em khỏe đi nhà tù nó nhàn. Anh em khỏe đi nhà tù nó nhàn anh em nhé. Ai, 406. Đánh cái ông này rồi.
À, vẫn định lực chiến ảo. Thế mà vẫn thắng. Mình 406 đây nha. 402. À, mẹ thằng này 365 mà mày dám. Mày dám ngô nghe ở đây á, mẹ mày. 365 mà mày dám ngô nghe ở đây à? Lọt vào dạng 33 đấy anh em ạ. Lọt vào hạng 33 đấy, oai phết đấy. Lọt vào top 33 server đấy, oai phết nha anh em nhé. Lọt vào top 33 server đấy. Mẹ lắm là win được mấy thằng này. Mẹ móc ra là win được mấy thằng này nhau. Móc mắt ra ông win rồi mấy thằng này nhau. Chương 12. Có 2 tướng 4 sao, có 9 trang bị tím. Mũ chiêu mộ 3 lần, mẹ vừa chiêu mộ 10 lần không ăn thua nữa, chiêu mộ 3 lần. À vừa có 10 vé lại rút tiếp anh em. Ờ có vé lại rút thôi. Có vé lại rút thôi anh em. Siro Hiroshi. Hoshi năm mày. Không có gì nha. Rút thêm 14 lần nhận được tướng ép nữa. Rồi, sao có Nami nữa anh em. Nói chung anh em nếu mà nông dân thì cứ Nami với cả ấy mà chơi thôi. Những con gì mà nó cho free thì anh em cứ chơi thôi được anh em. Con gì free thì cứ chơi thôi anh em. Gì mà cho free thì anh em cứ chơi thôi. Du ngoại một lần. Mẹ cái nào 7 này không chiến được. À hết tướng rồi. Lưu ngoại mà không được anh em lại phải reset anh em nhé. Con hồi máu mới đi được cái này lợi đúng không, vì mỗi ải xong chúng ta đều bị mất một ít máu này, anh em nhìn nhá. Có con gì nó hồi máu ở đây không thì khó đánh lắm này. Này 5 này 6 là toang rồi anh em. Cứ đến này 7 là chả còn cái mống nào. Đến ai 7 là a à, vẫn ăn được ai 7, lâu lắm ăn được ai 7 anh em ạ. Ai 8 thì thôi hết vẹo. Ai 8 đứt hình rồi anh em ạ. Ai 8 thì coi như đứt hình rồi. Đó, kiếm được thêm một vé anh em nhé. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Đấy là cái cách tăng lực chiến anh em nhé. Đó là chúng ta vào cái sổ tay này. Chúng ta up hết cái bọn này nhá. Đầu tiên anh em phải đấy, tổng kết lại là anh em đầu tiên anh em phải up hết tướng lên bậc lục anh em nhá. Đây, up hết tướng từ trắng lên lục như này. Chỉ cần lên lục thôi, không cần lục 1. Up hết tướng anh em nào có, anh em có con nào anh em up hết lên lục. Sau đó là anh em vào sổ tay up hết nó lên bậc 2 được anh em nhá. Vì nó cái kích hoạt cái này nó sẽ tăng cho anh em này, tất cả tướng tăng HP này, tất cả tướng tăng công này. Nó sẽ lên lực chiến ảo anh em nhá, lực chiến tổng của game ấy. Anh em nhìn đấy, mình đã lên hơn 400k lực rồi. Ok đây, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again. Bye bye.